Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Giờ đây thì chúng ta cùng nhau học lời Chúa. Ngày hôm qua thì tôi hát quá sung. Rồi sau đó buổi trưa cũng dạy quá gọi là nhiệt huyết. Rồi buổi tối ngày hôm qua cũng vậy. Thế nhưng là ngày hôm qua tôi không có một thời gian nào nghỉ lưng cả. Cho nên là sáng hôm nay cái giọng tôi nó về đây. Rồi khi thấy thầy Quân hát, rồi một sư Ví hát mà và nó lên cao vút thì tôi cũng đeo theo luôn. Nhưng mà đeo tới giờ cái giọng nó thành ra như vậy. Các bạn cố gắng nghe nha. Bây giờ chúng ta cùng mở ra sách Công Vụ Sứ Đồ chương 1 từ câu số 9 cho đến câu 14. Công Vụ Sứ Đồ chương 1 câu 9 cho đến câu 14. Chúng ta đọc đối đáp với nhau ạ. Công vụ đoạn 1 câu 9 cho đến câu 14. Tôi đọc trước một câu, quý vị sẽ đọc câu kế tiếp. Ngài phán bấy nhiêu lời rồi thì được cất lên, trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi không thấy nữa. Và nói rằng: hỡi người Galilee, sao các ngươi đứng ngóng lên trời mà làm chi? Giê-xu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Khi đã về đến, bèn lên một cái phòng cao kia, là nơi Phêrô, Giăng, Gia-cơ, Anrê, Philip, Thô-ma, Ba-tê-lê-mi, Ma-thi-ơ, Gia-cơ con của A-phê, Simôn, Sê-lốt và Giu-đê con của Gia-cơ thường ở. Xin chúng ta đọc lại câu số 14 một lần nữa. Hết thảy những người đó bên lòng một đồng một ý mà cầu nguyện với các người đàn bà Mary là mẹ Đức Giêsu cùng anh em Ngài. Xin cảm ơn Hội Thánh. Chúng ta biết rằng là chính Chúa Giêsu là đấng thiết lập Hội Thánh. Ngay ở trong sách Ma-thi-ơ chương 16 câu 18 thì Chúa Giêsu nói với lại Phêrô rằng: ta sẽ lập Hội Thánh tại trên đá này, các cửa âm phủ không thắng được Hội Thánh. Và cũng trong lúc đó Chúa Giêsu Ngài trao cái quý quyền, trao cái chìa khóa của Đức Trời cho Phêrô và cho những môn đồ của Ngài. Chứ nó là hãy ở dưới đất mà người mở, trên trời mở, dưới đất người đóng, trên trời đóng. Nhiều quan điểm cho rằng khởi sự khai sinh Hội Thánh là lúc Chúa Giêsu Ngài tuyên bố điều đó với Phêrô. Nhưng cũng một quan điểm cho rằng sự khai sinh Hội Thánh là khi ngay khi Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết. Nhưng cũng có một quan điểm khác cho rằng sự khai sinh Hội Thánh là ngày lễ Ngũ Tuần, là khi Thánh Linh giáng lâm thì Hội Thánh được khai sinh. Cho dẫu quan điểm nào đi chăng nữa, nhưng Hội Thánh của Chúa đã được thiết lập trên đất. Và Chúa trao quy quyền cho Hội Thánh. Chúa giao cho Hội Thánh để trở thành sự sáng. Chúa giao cho Hội Thánh để lan tỏa nước trời. Chúa giao cho Hội Thánh để chúng ta bày tỏ quy quyền của dân Ngài, sự cứu rỗi rỗi của Ngài cho nhân loại này. Cho nên về quan điểm, tôi không quan tâm cái quan điểm. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ nghĩ đến và nhìn thấy được một cái điều lạ lùng ở thời gian mà chính các môn đồ đang chờ đợi và cầu nguyện với Chúa. Chúng ta ở trong câu số 9 thì Ngài phán bấy nhiêu lời thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem và có một đám mây tiếp Ngài khuất đi không thấy. Bây giờ chúng ta đặt câu hỏi: nếu anh chị em là người ở cùng với Chúa Giêsu lúc bấy giờ và biết Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết, thì khi bây giờ Chúa Giêsu được cất lên, thái độ hay là cảm nhận của anh chị em như thế nào trong hoàn cảnh này? Thất vọng không? Hụt hẫng không? Và đối với dân Israel cũng như là các sứ đồ, họ mong ước được rằng là khi Chúa Giêsu Ngài sống lại từ trong kẻ chết, cánh cửa không giữ được Ngài, mồ mả không giữ được Ngài, Ngài bước ra khỏi mồ mả. Và khi các môn đồ đang đóng kín cửa như vậy thì Chúa bước vào trong cánh cửa, Ngài sinh lên, Ngài xuất hiện, không có một điều gì ngăn trở Chúa. Cho nên là các môn đồ bắt đầu nghĩ đến một điều là gì: có Chúa ơi, có phải bây giờ Ngài lọc lại nước Israel chăng? Họ đã bị nô lệ quá lâu rồi, họ muốn được giải thoát. Xin giữ em đừng cho nó nói chuyện, giúp chính thầy cái. Họ đã lâu quá rồi, họ lâu quá họ chờ đợi để họ không còn làm nô lệ, không còn đóng xu thế cho La Mã nữa. Xin giữ em giùm thầy để cho nó đừng nói chuyện, giúp giùm thầy. Đây này, đây nè. Em này nè. Em này có không? Dạ. Tại vì nó sẽ bị chi phối, nó bị chi phối. Khi giảng thì bắt đầu cái nó nói chuyện, chúng ta cứ quay qua nó còn chúng ta không có lắng nghe nữa. Thế này, xin lắng nghe chỗ này. Tại vì điều này mà tôi muốn chia sẻ cho bà chị em, để chúng ta dù cho chúng ta có thành công cỡ nào, chúng ta có kết quả cỡ nào, cũng đừng bao giờ quên cái phòng cao này.
Để rồi tại nơi đây, Chúa Ngài sẽ phóng thích quyền năng của Ngài tại nơi đây, sự sức dầu tại đây, sự lan tỏa sẽ được phát triển ra. Cho dẫu chúng ta đi đâu, cho dẫu chúng ta làm gì, chúng ta cũng đừng bao giờ quên cái phòng cao này. Thưa bà chị em, chúng ta thấy rằng là người Israel họ mong đợi, và bây giờ dường như là cái thời điểm chín mùi, họ mong rằng Chúa sẽ lập lại nước Israel và Ngài làm vua. Trong thời điểm mà Chúa Giêsu còn trên đất thì nhiều lần họ đã muốn ép Chúa làm vua rồi, nhưng mà Chúa không làm vua. Đến khi Chúa Giêsu bị bắt thì Phi-la-ốt hỏi là gì? Ngươi có phải là vua Israel không? Chúa nói là thật như lời, nhưng mà Chúa không phải là vua của Israel trên đất. Chúa nói là vương quốc của ta không thuộc về đất, bởi vì nếu vương quốc của ta thuộc về đất thì tôi tới ta đánh trận, nhưng vương quốc của ta không thuộc về đất. Và chúng ta thấy nhiều lần người ta ép Chúa để mong Chúa làm vua của họ, bởi vì Ngài quá bánh ra ăn, Ngài chữa lành người bệnh, Ngài kêu cả trái sống lại, Ngài đi được trên mặt biển, thì còn có ai mà có thể chống lại Chúa được khi Chúa làm vua Israel? Nhưng mà điều họ mong ước thì Chúa không có đáp lời cho họ. Và bây giờ Chúa sống lại rồi, bây giờ Ngài được cất lên. Chúng thấy là có bao nhiêu người chờ đợi và nhìn thấy được sự cất lên của Chúa. Bao nhiêu người anh chị em? Dạ 500 người chứ không phải là 120 người đâu. 500 người ngóng lên trời. Họ ngóng lên trời. Và một đám mây cất Ngài lên. À, và bây giờ họ cứ đứng ngóng. Họ ngóng lên trời làm gì anh chị em? Họ ngóng lên trời trong sự nuối tiếc phải không? Họ ngóng lên trời trong sự tiếc nuối rằng là ô, uổng quá, tại sao Chúa không lập lại Israel bây giờ? Tại sao Ngài không cầm quyền? Ngài đánh đế quốc La Mã, chỉ cần búng tay cả là bên đây còn là chết hết. Họ tiếc nuối rằng là Chúa, tại sao Chúa đi vậy, uổng vậy? Sự ngóng lên trời thứ hai có thể là họ mất hy vọng. Họ đang trông chờ, họ có hy vọng, mong rằng Chúa có thể làm một cái gì cho họ, nhưng bây giờ thì Chúa lại đi. Sự ngóng lên trời thứ ba có thể là họ vỡ mộng. Họ mong ước, họ chờ đợi rất là lâu, và bây giờ đấng Messi đã xuất hiện, nhưng bây giờ đấng đó lại bây giờ về trời. Họ vỡ mộng, họ ngóng lên trời trong cái sự bế tắc, rồi bây giờ mình lại tiếp tục đưa đầu cho La Mã nữa, phải không? Họ sẽ cài xới trên thân thể, cài xới trên sức khỏe của họ, và phải đóng xu thế nữa. Nhiều cái ý tưởng, có thể hàng trăm hàng ngàn cái ý tưởng xảy ra lúc bấy giờ, khi họ đứng họ nhìn lên trong sự tiếc nuối. Và thanh đình, thiên sứ xuất hiện, có hai người nam mặc áo trắng xuất hiện. Chúng ta không biết hai người nam người này là gì, là ai, nhưng mà chắc chắn là thiên sứ. Và hai người nam này cũng đã từng xuất hiện khi Chúa Giêsu Ngài sống lại từ trong kẻ chết. Và hai người nam này ngồi ở tại mộ mẹ đó để báo cho bà Mary Magdalene cùng với các người đàn bà khác, để báo cho các môn đồ rằng Chúa Giêsu đã sống lại. Và thiên sứ nói như thế này: hỡi người Galilee, sao người cứ đứng ngóng lên trời mà làm chi? 3 năm rưỡi và thêm 40 ngày Chúa Giêsu sống lại, Ngài dạy dỗ cho họ về nước Đức Chúa Trời. Và bây giờ họ đứng ở chờ, họ đứng họ ngóng. Ở trong câu số 4 và câu 5, Chúa kêu là gì? Hãy chờ đợi trong thành, chờ điều Cha ra đã hứa. Và bây giờ họ đứng họ ngóng và nhìn thấy Chúa càng ngày càng khuất đi, khuất đi, khuất đi. Bây giờ tôi sẽ làm gì đây? Bây giờ có cái đầu tàu, bây giờ có người lãnh đạo, mà bây giờ người lãnh đạo được cất đi rồi, bây giờ tôi sẽ làm gì đây? Có phải trong đời sống hầu vị Chúa của tôi và chị em có những lúc chúng ta bị bế tắc phải không ạ? Chúng ta cần có một cái hướng đi, cần có một sự khai mở, chúng ta cần có một sự thúc đẩy, chúng ta cần có một cái tầm nhìn, chúng ta cần có khải tượng để mà bước đi. Nhưng thương bà chị em, lời hứa của Đức Chúa Trời là Ngài ban Thánh Linh cho hội thánh, Ngài ban Thánh Linh cho những người hầu vị Chúa. Chúng ta ở trong một hội thánh, nhưng mà Chúa Ngài sẽ dẫn dắt tôi và chị em ở trong những cái hoàn cảnh khác nhau, để rồi chúng ta sẽ nhờ cậy Ngài và chúng ta có thể bước đi. Nếu chúng ta cứ mãi ngóng trông cái điều mà ngóng trông để mong Chúa Giêsu có thể làm một cái gì đó, thì giống như các môn đồ vậy, họ cứ ngóng, nhưng mà Chúa về, chúng ta ta đi là ích lợi cho các người. Vì ta đi thì đấng yên ủi sẽ đến, ta đi sẽ có một đấng yên ủi đến, và đấng đó các người dẫn các người vào trong mọi lẽ thật, đấng đó ban quyền năng cho các người, đấng đó sẽ sức dầu các người, đấng đó ở với các người đời đời. Chúa Giêsu khi Ngài vào trên đất thì Ngài ở với các môn đồ, Ngài không có ở trong các môn đồ, nhưng Ngài nói Ngài đi thì để Thánh Linh đến, và Thánh Linh ở trong các môn đồ và hành động cùng với các môn đồ. Đôi khi chúng ta ngóng ở bên ngoài, chúng ta ngóng lên trên, nhưng chúng ta quên một điều rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời rất là gần chúng ta, Ngài ở trong chúng ta. Tôi thấy có nhiều người thường hay nói như vậy, và nói như vậy không sai,
Nhưng mà đôi khi chúng ta nói, thí dụ chúng ta đang thờ vườn Chúa, thờ Chúa ngọt ngạc cái nơi, Chúa đang ở đây với chúng ta. Đúng hay là sai ạ? Vậy thì có phải khi chúng ta thờ vườn Chúa thì mới có Chúa ở với chúng ta không? Hay là Chúa ở chúng ta luôn trở thành thế rồi? Thật ra câu đó không sai. Nhưng mà Chúa, Ngài sẽ bày tỏ chúng ta qua hai phương diện. Một phương diện là Ngài ở với chúng ta theo bổn tính của Ngài, đó là Ngài là Đức Chúa Trời toàn tại, Ngài ở khắp mọi nơi. Nhưng một cái sự bày tỏ khác nữa, đó là Ngài ở với chúng ta khi các đền thờ nhỏ hiệp lại, và Ngài ở trong sự hiện diện để bày tỏ vinh quang của Ngài ra giữa hội thánh. Như vậy nó không có sai. Có những người họ chống lại điều này. Ở đây, ủa, Chúa ở cùng ta luôn cho đến tận thế mà đây, Chúa ở đây, Chúa ở đây. Ủa vậy là Chúa ở đâu? Nó không có sai. Nhưng mà chúng ta cần biết một điều rằng, Ngài muốn hành động. Ngài muốn hành động khi chúng ta thờ phượng Chúa và hết lòng để tập Chúa vào Chúa. Tôi thật sự khi nãy tôi đánh đàn, tôi muốn hát nhiều lắm. Nhưng mà hát cái nó ré lên cái nó hết mất luôn cái giọng. Tôi cố gắng giữ cái giọng này để tôi giảng. Chứ mỗi lần mà thờ phượng, tôi nói thiệt với bà cho em, tôi mê thờ phượng, tôi mê hát. Và thậm chí nó nhảy được, có sức khỏe càng nhảy được thì càng tốt nữa. Nhà qua thấy anh em nhảy rất là khí thế phải không? Nhà qua tôi có quay một đoạn con bé gì? Khánh Hưng hả? Tôi nghe tự nhiên hát nó gào lên. Ủa ai mà gào vậy ta? Thì cứ nhìn người này cái ai, và cuối cùng làng bé nó gào lên. Nó cũng hát, cũng đưa tay lên, ngon thờ vương Chúa. Thật là tuyệt vời khi sự hiện diện của Chúa ở cùng chúng ta. Có những người vẫn ở trong cái sự hiện diện, trong cái bầu không khí đó, nhưng họ không có cảm nhận được. Tại vì sao? Họ nhìn lên chỗ khác, họ ngóng chỗ này, họ ngóng chỗ kia. Trong khi điều mà Chúa Ngài đang hiện diện, Ngài muốn bày tỏ, Ngài muốn phán, Ngài muốn hành động, chỉ cần chúng ta đưa tay mình ra, chúng ta mở lòng mình ra là Chúa đổ cái sự phước hạnh của Ngài, đổ cái sự sung mãn của Ngài, sự mạnh mẽ của Ngài chúng ta ngay. Cảm ơn Chúa. Cho nên tại đây thiên sứ nói gì? Hỡi người Galilê, sao lại đứng ngóng lên trời làm chi vậy? Nào xin hỏi thật ông bà chị em, hiện nay trong chức vụ của Chúa, ông bà chị em có lúc nào ông bà chị em cứ đứng ngóng lên trời mà không biết phải đi đâu không ạ? Không biết phải làm gì không ạ? Có không? Dạ. Yeah. Có thể lắm, đó là cái mỗi một người trong một cái hoàn cảnh. Chúa ơi con phải làm gì đây? Chúa ơi con bế tắc rồi, Chúa ơi con làm sao đây? Đi đường này cũng được, đi đường kia cũng được, đi đường nào cũng được. Giống như Israel khi ra khỏi Ai Cập thì Chúa lại dẫn đi xem một con đường rất là kỳ lạ. Họ đi rất là hăng hái. Họ có vàng có bạc của người Ai-cập cho họ, họ cầm trong tay. Họ đem nước theo, hai bánh theo. Họ đi, đi đến một lúc, ủa sao hai bên toàn là núi? Họ đi nữa thì trước mặt, mà họ đâu phải họ đi bằng cái sức của họ đâu. Họ đi và có cái sự dẫn dắt của Chúa, ban ngày trụ mây, ban đêm trụ lửa. Họ đi theo sự dẫn dắt đó, bởi vì nếu không có sự dẫn dắt của trụ mây, trụ lửa, họ sẽ đi lạc đường. Và trụ mây dẫn họ tới cái chỗ hai bên là núi, phía trước là biển. Có bao giờ anh chị em nghĩ trụ mây dẫn đường chúng ta đi lạc không? Có bao giờ chúng ta được Chúa dẫn đến một cái sự bế tắc không? Có bao giờ chúng ta đi mà chúng ta càng đi chúng ta càng có nan đề không? Tại sao Chúa mà dẫn chúng ta đi con đường đó anh chị em? Để Ngài được rạng danh. Để Ngài được rạng danh. Để khi bế tắc đó chúng ta thấy được Chúa mở ra, thì lúc bây giờ chúng ta mới nói đây mới chính là Chúa. Ngài đi con đường của riêng Ngài. Ngài muốn dân sự của Ngài, Ngài muốn tối của Ngài phải đi một con đường của riêng Ngài, đi trong sự dẫn dắt của Ngài, cho dẫu đó là nan đề. Nhưng mà tại đó Chúa Ngài sẽ mở cánh cửa để đội dân Israel có thể đi qua biển như trên đất khô. Trong những lúc anh chị em đứng ngóng lên trời, có nghĩa là chúng ta đang bế tắc. Nhưng thưa anh chị em, đừng giống như người Galilê nữa. Thay vì đứng ngóng lên trời thì chúng ta hãy lắng nghe những gì lời hứa của Chúa dành cho chúng ta. Thú thật với anh bà chị em, trong cái chức vụ hội Chúa tôi năm nay là gần 30 năm rồi. Và có nhiều chặng đường tôi phải đứng ngóng lên trời, không biết phải làm gì. Và từng cái thời điểm đó, từng cái giây phút đó, từng chặng đường đó, vẫn tiếp tục trông cậy Chúa, vẫn hy vọng. Và Chúa ơi con tin Ngài sẽ mở đường cho con, vì Chúa nói rằng trong mọi sự thử thách hay là cám dỗ, Ngài sẽ mở đường cho chúng ta và chúng ta có thể chịu được. Và vẫn tiếp tục trong sự chờ đợi và cảm tạ Chúa đến lúc Chúa đã mở đường và mở những cánh cửa. Chúng ta trở lại câu kinh thánh này. Giê-xu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Như vậy theo sứ đồ Phaolô thì ông đã cho biết rằng là có một lần nọ Chúa hiện ra cho 500 anh em, hơn 500 anh em xem thấy. Mà tôi thiết nghĩ rằng hơn bao giờ hết là tại nơi cái núi Olive này, tại nơi
cái núi mà Chúa Ngài được cất lên này thì người ta đã tập trung ở đây rất là đông. Bây giờ chúng ta lấy còn tròn số là 500 người. Có phải chỉ có 120 người là nghe lời nói của thiên sứ hay là tất cả 500 người đều nghe hết á? Bao nhiêu người nghe anh chị em, theo anh chị em? 500 hay là 120 ạ? Không, tại cái núi á, khi Chúa thăng thiên đó thì thiên sứ nói đó là 500 người nghe hay là chỉ có 120 ạ? 500, tôi tin 500 nghe. Nhưng mà khi trở về thì 380 người đi về luôn. Người thì nói rằng tôi chuẩn bị cưới vợ. Người thì nói là tôi mới mua 5 cặp bò. Người nói tôi mới mua mẫu ruộng. Người thì nói rằng là tôi phải hẹn đi coi căn nhà này căn nhà kia. Nhưng còn 120 người họ không về nhà, họ đi đâu? Họ lên phòng cao. Hallelujah. Số 380 và 120, con số nào nhiều hơn? Vậy thì chúng ta đi theo số đông hay là đi theo đám đông hay là đi theo đám mây? Đi theo đám đông cũng được khích lệ đấy chứ, phải không? Nhưng mà đi theo đám mây thì chúng ta sẽ được nhận lấy năng lực từ Chúa. Điều đó không có nghĩa là một công thức. Nhưng mà chúng ta để ý đi, nhiều lần 5.000 người Chúa hóa bánh cho ăn. Họ ăn bánh, họ ăn con cá thì họ ăn. Nhưng khi Chúa nói là ăn bánh ta, tức là thịt ta, và uống huyết của ta thì được sống như là sao đốt, thì tất cả họ bỏ đi hết. Chỉ còn có 12 ông. Chúa quay lại cho hỏi, còn các ngươi cũng muốn lúa trắng được không? Chúng tôi biết Chúa theo ai? À, chúng tôi biết Chúa là ai và chúng tôi theo Ngài vì Ngài có lời của sự sống đời đời. Nó có sự khác biệt anh chị em. Lời của Chúa có thể nhan nhản, nhưng lời đó đem lại sự sống cho tôi mà chị em không? Có đem lại năng lực cho tôi mà chị em? Có lại sự thúc đẩy cho mà chị em không? Có đem lại sự giải cứu giải phóng cho tôi mà chị em hay không? Chúng ta cần phải lắng nghe lẽ thật lời của Chúa để đem lại năng lực, để chúng ta có một cái hướng đi, để chúng ta có một lối thoát. Mà tại nơi đây thiên sứ đã đưa cho họ một tín hiệu, đó là chính là cái lối thoát. Đừng có ngóc lên trời nữa. Nhưng bây giờ hãy nhớ lại cái điều mà Chúa hứa. Hãy nhớ lại, đó là gì? Tập trú vào chính Thánh Linh của Chúa. Điều mà Cha đã hứa, 120 người không trở về nhà. Họ đi thẳng về phòng cao luôn chứ. Họ đi thẳng về phòng cao. Họ sẽ làm gì ở phòng cao đây? Có 3 điều chính yếu từ phòng cao này. Điều thứ nhất, chúng ta xem lại ở trong câu số 14, cái này chúng ta đọc 2 lần. Hết thảy những cái đó, bền lòng, đồng một ý mà cầu nguyện. Điều thứ nhất là bền lòng. Họ bền lòng. Từ bền lòng này có nghĩa là, trong nguyên nghĩa là nghiêm túc hướng tới mục tiêu. Đây là ý nghĩa đầu tiên. Nếu anh chị em có từ điển Kinh Thánh, anh chị em sẽ hiểu được cái điều này. Chúng ta tra xét chúng ta hiểu được. Đó là nghiêm túc để hướng tới mục tiêu. Có bao giờ anh chị em đã từng thay đổi mục tiêu chưa ạ? Chúa nói rằng hãy nhìn xem Chúa là cội rễ cuối cùng của tình. Dạ, ban đầu chúng ta hầu về Chúa. Chúa ơi, con quyết một lòng theo Cha, dù đường đi hay trong gai thì lòng con vẫn không phai. Nhưng khi gặp nan đề thì sao? Tôi thấy anh em học trường Kinh Thánh đầy hiền đơn, tôi hứa cam kết học trung tín cho đến hết. Và ngày đầu tiên tôi nói anh chị em ơi, học cái gì thì không gặp nan đề, nhưng học trường Kinh Thánh mà đặc biệt học mà có lẽ thật để giải cứu người ta là sẽ gặp nan đề. Dễ gì ai có nan đề, em không bao giờ có. Dễ gì em bỏ cuộc, em đã chuẩn bị sẵn sàng để đi hết đường rồi. Nhưng mà giữa chừng thì sao? Ôi em gặp nan đề này, ôi em gặp nan đề kia, ôi thầy ơi người em bị bắt mớ, đủ kiểu hết. Vừa rồi có một cái người, hai vợ chồng này học khóa 24, tháng 7 này sẽ tốt nghiệp. Thì hai vợ chồng này học và yêu mến Chúa là học lén, tại vì họ là công giáo mà. Học lén, được báp têm Thánh Linh rồi học lời Chúa cực kỳ là tuyệt vời. Các em về quê của các em ở Thanh Hóa, và tại đó các em cũng làm chứng cho người ta tin Chúa, rồi cũng cầu nguyện giải cứu cho người ta khi người ta bị tà linh. Xong rồi tới thời gian thì hai vợ chồng này đã cưới nhau cả 4 năm rồi mà chưa có con. Đã đi nhiều bệnh viện khám rồi không có con. Cho nên gia đình nó tại mày theo cái đạo này cho nên không có con đủ thứ hết. Và ngăn trở anh em, ngăn trở đến mức độ người cha của chú rể nè, đi vào tận ở trong quê trong đây, nói mà tao ở đây tao tuyệt thực, chừng nào tụi bay bỏ cái đạo này thì tao mới ăn. Ông không ngủ trong nhà luôn, ông nằm hàng ba ông ngủ. Này ghê không? Con hai đứa con dâu được kia, ba con mời bố vô trong để ngủ. Dứt khoát không, không là không. Tại con dâu này nè, cho nên mới quyến rũ cái thằng con của tao mới đi như vậy nè.
coi như là đủ thứ á. Bắt đầu các em gọi điện cho tôi: thầy ơi, bây giờ tụi em gặp nan đề này lớn quá rồi. Tôi nói đừng lo, hãy cầu nguyện cùng nhau. Cầu nguyện, cảm ơn Chúa. Chúng tôi bắt đầu cầu nguyện, cầu nguyện. Sau đó im ru không nhắn tin nữa. 2 ngày 3 ngày trôi qua, im ru không nhắn tin nữa. Thì biết được rằng ông đó là ông kiên, ông sẽ tuyệt thực. Tuyệt thực chừng nào bỏ đạo, trở lại với cái đạo gốc, thì tao mới về, còn không tao chết ở đây luôn. Thậm chí cái ông anh đi vô, ông anh đó là coi như là dùng hung khí luôn, làm như vậy. Nhưng mà các em cũng thúc thủ ở trong phòng, đóng cửa làm gì, 2 giờ chồng cầu nguyện thờ phượng, kiên ăn luôn. Ông kiên ăn ở đây, kiên ăn luôn. Để coi ai kiên ăn hơn ai. Ngoài kia thì thực, nhưng mà ở đây là kiên ăn cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Tới cuối cùng ông muốn xỉu rồi. Trong khi anh ở trong đây kiên ăn thì có sức mạnh, còn ngoài kia thì tuyệt thực thì càng yếu. Cuối cùng mới nói về: bà ơi, mà bố ơi, bố không thể nào thay đổi tụi con được đâu. Tụi con đâu có bỏ đạo đâu, tụi con tin Chúa Giêsu, tụi con không theo tôn giáo đâu hết, tụi con tin Chúa Giêsu và Chúa Giêsu của Kinh Thánh. Cuối cùng nói thôi không được, và bắt đầu coi như là dùng mạnh không được, dùng sức không được, thì bây giờ là dùng nhu, dạ, dùng nhu cương không được, bây giờ nhu. Ồ, bán nghĩ nếu tụi con về, bố mẹ sẽ cho tụi con nhà cửa, cho tụi con đất đai này kia đủ thứ. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Không, không và không. Cuối cùng không được thì ông về. Thì ông nói: bây giờ nếu mà mày muốn là tin đồng ý thì mày cầu nguyện với Chúa của mày đi, để cho vợ mày có con đi gọi tao tin. Thì thằng chồng nó nói: dạ vợ con có bầu rồi. Nhưng mà thật sự chưa. Nói trong đức tin: vợ con có bầu rồi. Nó nói thiệt không? Dạ vợ con có bầu rồi. Và cuối cùng nói: thôi đi, có bầu thì sẽ đến ngày sẽ sanh thôi, đâu thể mang bầu giả được, là 4 năm rồi không có con mà. Thế là cuối cùng thì ông bố chồng cũng về, anh chồng cũng về luôn, và đây 2 đứa này được 9 tháng cầu nguyện và tiếp tục cầu nguyện ngợi khen Chúa. Nhưng cái khó nhất bây giờ là có bầu. Cái khó nhất là có bầu. Mấy cái kia dễ rồi mà cái khó nhất là có bầu. Nhưng mà lạ lùng lắm, đi về ngoài kia 1 tháng, thế nhưng bây giờ nói: anh ơi, em có dấu hiệu có bầu. Và cảm ơn Chúa đã mang thai chuẩn bị sanh này chưa? Hallelujah! Ngợi khen Chúa. Một điều tuyệt vời, một điều siêu nhiên. Tôi nói với bà chị em, phòng cao sẽ giải quyết được tất cả. Tại phòng cao sẽ được giải quyết tất cả, chứ không phải là ngóng con người này, ngóng người kia, ngóng người nọ. Hãy bước vào phòng cao. Nhưng mà bà chị em, ở đây chúng ta làm gì có phòng cao? Ở đây thì có phòng cao nè, đúng không ạ? Trên đây có mấy cái phòng cao nè. Như vậy phòng cao có phải là phòng cao không? Mà phòng cao là gì? Là phòng cao. Amen. Như vậy nhà anh chị em có phòng cao không? Có không ạ? Nhà anh chị em không có phòng cao, nhưng nhà anh chị em có phòng cao. Phòng cao của Huy có thể là cái bụi chuối. Phòng cao của những anh chị em khác có thể là cây vả. Phòng cao của Nathanael là cây vả, phải không ạ? Chúa Giêsu nói rằng khiến người cầu nguyện hay vào phòng riêng đóng cửa lại. Nhưng mà Chúa ơi, ở quê con làm gì có phòng riêng? Nhà nó xung đuổi, không có phòng riêng. Ngủ là ngủ dưới đất, mình sẽ có phòng riêng. Nhưng phòng riêng đó, nó chính là nơi kín mật, nơi riêng tư. Chúng ta tại nơi đây, chúng ta đều cần có thể vào phòng riêng được. Và chúng ta ở bất cứ nơi nào, chúng ta vẫn có thể vào phòng cao được, anh chị em. Cho tôi khích lệ bà chị em, điều mà khi chúng ta đối diện những nan đề, kể cả cái sự hầu việc Chúa của bà chị em, thì ông bà chị em hãy làm sao vào phòng cao trước. Bởi vì tại đây mới có giải pháp, tại đây mới có chiến lược, tại đây mới thật sự có ý nghĩa. Và đừng bao giờ đánh mất mục tiêu. Mục tiêu của toàn bà chị em là hầu việc cho đến chết hay là hầu việc cho đến Tết? Thì nhớ có một lần hai vợ chồng rất là giỏi về ca cổ. Thì một thời gian ổng tin Chúa, yêu mến Chúa, con cái yêu mến Chúa. Thời gian thì nhà phải đổi đi nơi khác. Sau đó thì ổng đi đâu, ổng đi thờ phượng Chúa chỗ này chỗ kia, ổng đều đem cái đàn cổ theo. Nè, bữa đó ông đến là thánh thờ phượng Chúa. Và ổng đàn cổ, đàn cải lương và vợ hát. Và nghe rất là thích. Sau đó thì ông đứng lên nói: thương bà chị em, chúng ta phải làm sao theo Chúa cho đến cùng, đừng bao giờ bỏ Chúa. Như tôi nè, theo Chúa cho đến cùng, mà tôi sẽ yêu mến Chúa và ở với hội thánh này mãi mãi. Tự nhiên Chúa nói với tôi: lần này là lần cuối ở đây. Tôi nghe như vậy đó. Thì ông vừa xong, tôi nói: anh chị em ơi, Chúa kêu tôi cầu nguyện cho ông với bà. Chúng tôi cùng hiệp nhau cầu nguyện cho ông với bà. Và đó cũng là lần cuối cùng ông bước vào trong hội thánh thờ phượng Chúa. Sau đó hai chồng chia tay luôn. Ủa, tại sao kỳ vậy? Chúng ta cũng không biết tại sao. Nhưng mà đó là một điều thách thức không đúng chỗ. Chúng ta tin nó follow Fear, xin lỗi, Fear đã từng nói gì ạ? Ai có thể chối thầy? Loại trừ tôi ra.
Nhưng mà ai là người chối trước? Ông là người chối trước. Nhưng mà Phao-lô thì nói khác. Tôi làm được mọi sự, nhưng mà nhờ Đấng thêm sức cho tôi. Thế là ông vượt qua được tất cả mọi nan đề. Cho nên chúng ta có thể công bố, chúng ta được dạy về sự công bố, nhưng cái sự công bố đó luôn luôn phải đặt danh Chúa ở trên đời sống của chúng ta, anh chị em. Danh Chúa trước mọi công việc chúng ta làm, danh Chúa ở trong mọi hoàn cảnh mà chúng ta có, danh Chúa trong sự đắc thắng mà chúng ta có. Chỉ có danh của Ngài mới giúp được mà chiến thắng mà thôi. Cho nên Chúa giúp đỡ chúng ta cái sự bền lòng, có nghĩa là nghiêm túc tương tới mục tiêu. Thứ hai là kiên trì không ngừng ngừng siêng năng. Kiên trì không ngừng siêng năng. Tôi nhớ ngày xưa khi mà tôi bắt đầu biết đọc chập chững, được gọi là đọc chữ đó, thì ba tôi nói lại rằng là điều đầu tiên là con đọc chữ là con mở Kinh Thánh ra con đọc, con ghép vần từng chữ, hỏi ba ơi chữ này có phải là như vậy không. Tôi không biết từ bao lâu mà trong tôi Chúa đã đặt để cái lòng yêu mến lời Chúa như vậy. Và cho đến khi mà tôi bước vào trường Kinh Thánh, tôi hoàn toàn không biết trước đó tôi đọc Kinh Thánh không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà mục đích của việc đọc Kinh Thánh lúc đó không phải là đọc để hầu vị Chúa, đọc và học thuộc câu gốc để được phần thưởng. Cứ mỗi lần chạy câu gốc là cái cô hướng dẫn là cho tiền, là đọc thuộc câu gốc là cho tiền, cứ đọc thuộc câu gốc cho tiền. Cho nên tôi mê lắm. Rồi thậm chí là nói ai xung phong cầu nguyện là được phần thưởng. Thế là tôi cũng xung phong luôn. Xung phong tôi về, tôi viết cái bài cầu nguyện ra, tôi học thuộc lòng. Sau đó tôi đọc, tôi được cho 10 đồng ngày xưa anh chị em. Năm tám mấy là 10 đồng ngày xưa. Nhưng mà có thể là động cơ ban đầu không đúng, nhưng mà lời Chúa cứ ở trong. Cho đến khi học lời Chúa, cho đến khi hầu về Chúa, thì lời đó đã có sẵn rồi. Chúng ta đi làm, chúng ta cũng muốn mình được lên lương và được lên chức, đúng không ạ? Nhưng mà ví dụ giả sử đứng vào trong chức vụ đó, đòi hỏi phải có bằng IELTS chẳng hạn. Nhưng mà chúng ta nói là không, tôi không có bằng IELTS, tôi có cái L là được không? Có người không cần cái I mà có cái L là được, lên chức ngay. Nhưng mà nó không có bền, tại vì chúng ta không có năng lực. Cho nên ở đây chúng ta thấy là kiên trì, ha, kiên trì không ngừng siêng năng. Cứ tiếp tục siêng năng. Kể cả những lúc anh chị em không có công, chưa có sử dụng đến lời của Chúa, thì cũng cần siêng năng để tra cứu đi. Mà chúng ta tra cứu, chúng ta có cái vốn liếng rồi, đến khi Chúa cần dùng là có rồi. Em như con trai của tôi nhờ vào đánh đàn ngon lành. Nhưng mà hồi đó kêu đánh đàn, ép nó đánh đàn, bắt đánh đàn rồi, mướn đánh đàn đủ kiểu á. Không nào. Hồi năm ngoái, khi tôi mở cái lớp dạy, là dạy có 7 người, có học viên này không biết mà đánh được chưa nè. Và các anh em kia bắt đầu đánh lúc ngày đầu. Tôi nói thiệt, con của chị Liên nó đánh đàn mà có một cái tôi kêu là bấm cái nốt đồ rê mi pha son, tôi đấm hoài bấm được. Tôi lại nói chàng ơi, có cái đồ rê mi pha son mà con bấm không được thì chừng nào con mới đàn được. Nó khóc. Tôi nói không được khóc, con trai không được khóc. Thầy la không phải là thầy trách mắng đâu, nhưng thầy muốn con phải vượt qua được cái điều này. Và khi con vượt qua được, tôi đào tài quá. Tôi nói bây giờ đào tài thì nghỉ đi cho hết đau tay. Tôi cho nguyên một buổi chiều nghỉ, tôi kêu lấy nước đá chườm vô cho nó tê cái tay bấm tiếp. À, tôi khó, nhưng mà tôi nói thầy Quân mai mốt dạy còn khó hơn. Rồi cuối cùng anh chị em biết không, nó qua được giai đoạn đó. Hình như là bây giờ của đàn cũng đỡ rồi hả? Cảm ơn Chúa, hallelujah, ngợi khen Chúa. Nhưng mà có phải do tôi dạy nó giỏi không, hay là nó cố gắng, nó siêng năng? Dạ. Như con của tôi bắt đầu nó học trên đây, nó học online. Thì trong lúc học online thì các bạn ở đây học, thì nó xuống nó nhìn thấy, bắt đầu nó nhảy vô, nó đàn. Mà thấy mấy đứa này mới học có mấy ngày mà cũng đàn chập chững, nhưng mà bắt đầu nó tập đàn, siêng năng tập đàn. Rồi Minh Tiến thì đàn được guitar, đàn luôn organ luôn. Còn Minh Đạt đi theo ẹt theo. Thật đầu bắt đầu thấy anh mình đàn được, cái cũng bắt chước mà đàn theo, đàn ọt được. Một ngày kia nói, ba cho con lên phòng riêng con ở dưới đây, tôi kêu đàn nó không đàn, như cầm cái đàn này chả đàn. Và bây giờ hướng dẫn thờ phượng trong lớp học được rồi đó. Cảm ơn Chúa. Không có giỏi lắm, nhưng mà biết đàn. Cho nên cái sự siêng năng, nó cứ tham gia liên tục, kiên trì, đừng bao giờ dừng lại, cứ tiếp tục siêng năng. Trong việc hầu vị Chúa cũng vậy. Tôi thấy là cái việc mà chúng ta tham gia vào, tức là nhìn thấy công việc mà tham gia vào, đừng có đợi ra ngồi đó. Chứ nào ai nhờ thì tôi mới làm. Thì tôi đảm bảo bà chị em chúng ta không bao giờ có thể được sử dụng lớn lao được. Nhưng mà chúng ta cứ tham gia vào, nhìn thấy cái điều gì đó ở cái chỗ đó khuyết, có người đó không, người tâm biến, con có thể tham gia vào. Nhưng mà nhớ được giảm chức lên nhau là được ha. Giảm chức lên nhau thì phiền, nhưng mà chúng ta hãy tham gia vào. Rồi, cái điều thứ tư, xin lỗi, điều thứ ba, đó là tuân thủ một cách chặt chẽ, tức là chính mình phải đặt kỷ luật cho mình. Có bao giờ anh chị em đang cầu nguyện tiếng lạ, tự nhiên tâm trí của mình nói, mày nói gì nãy giờ mày nói, tự nhiên mày nghe mày hiểu gì không? Có bị không ạ? Để bắt đầu chúng ta dừng lại. Thật ra Kinh Thánh nói trước,
Nói tiếng lạ có ai hiểu không? Không. Tâm trí mình thì như sao? Lơ lửng. Ủa Kinh Thánh nói như vậy mà tại sao mình hiểu? Cần hiểu. Nhưng Chúa nói người nào nói tiếng lạ cũng phải cầu nguyện để được thông giải tiếng ấy. Có nghĩa chúng ta vẫn có thể biết cái nội dung ta cầu nguyện. Và bắt đầu chúng ta cầu nguyện. Bây giờ tâm trí nó nói gì? Không hiểu ngừng lại đi. Lại cầu nguyện tiếp nữa. Cứ tiếp tục cầu nguyện, cứ tiếp tục cầu nguyện, cứ tiếp tục cầu nguyện như vậy. Cho nên chúng ta phải tuân thủ một cách chặt chẽ hay là có một nguyên tắc cho chính mình. Khi chúng ta đưa ra nguyên tắc cho chính mình và chúng ta cứ giữ cái nguyên tắc đó. Thấy vừa rồi tôi với lại thầy Quân và cái hai cái cô kia đi miền cao. Thấy đi đến, mỗi khi đến về khách sạn thì tôi thấy thầy Quân cứ mở ra "What's your name?" "My name is Quân." Mà tôi thấy mỗi ngày đều như vậy, mỗi ngày chắc bữa nay nói tiếng Anh khá phải không ạ? Tôi thì không làm được. Tại vì tôi lái xe nguyên ngày về tôi đuối, tôi chỉ cần nằm ngủ. Và sáng thì tôi cầu nguyện với Chúa, tôi tương giao với Chúa cá nhân của tôi thôi. Nhưng mà người mà kiên trì thì chắc chắn sẽ có thành công. Xin Chúa giúp đỡ ở đây rồi tôi mà chị em. Nếu chúng ta lên phòng cao cần phải có thời gian kiên trì. Amen. Yeah. Và cái điều cuối cùng đó là gì? Là tiếp tục chờ đợi cho tới khi. Ý nghĩa là tiếp tục chờ đợi cho tới khi. Có nghĩa là điều mà chúng ta cầu nguyện đôi khi chúng ta lại là dời bước khỏi cái nơi đó trước khi chúng ta nghe được câu trả lời từ Chúa. Thế như vậy làm sao mà chúng ta có thể nhận được? Cho nên cái sự chờ đợi cho đến khi hai người yêu nhau họ cũng phải chờ đợi. Nhưng mà có một cái thời điểm để cho họ chờ đợi và họ được một cái tín hiệu của cái sự trả lời đó. Và tôi có một cái sự thách thức cho quý vị như thế này. Nếu anh chị em cần một cái dấu hiệu để sự đáp lời của Chúa, thì tôi khuyên anh chị em nên xin dấu hiệu khó, đừng xin dấu hiệu dễ. Giả sử như thấy cô đó mặc cái áo màu vàng xinh xinh đẹp đẹp và mình thấy mình thích cô đó rồi, Chúa ơi, nếu thật là người đó thì xin cho người đó mặc cái áo vàng vàng đẹp đẹp đó. Dễ quá, dễ quá. Mà cô đó thương hay sở thích mặc áo vàng đó, thì chúng ta nên xin mặc áo tím, đừng xin áo vàng. Và tôi xin cái dấu hiệu khó chị em. Năm 2014, khi mà tôi được Chúa bày tỏ để làm sao mở rộng cái chương trình huấn luyện, thì tôi bị phản đối. Tôi bị những anh em làm việc cùng phản đối. Thậm chí là họ đã làm những cái điều mà rất là khó chấp nhận đối với một người hầu vị Chúa với nhau. Tôi buông xuôi tất cả. Buông xuôi tất cả, tôi không làm bất cứ cái gì. Tôi nằm, tôi ngủ và vợ tôi nấu ăn, thức dậy, anh ơi ăn, ăn xong tôi nằm xuống tôi ngủ. Tôi không cầm tới Kinh Thánh, tôi không cần làm bất cứ gì hết. Và tôi quá mệt mỏi, không biết phải làm sao để biết được cái hướng đi. Thì tôi, bữa đó, có người nhờ tôi mua một máy tính bảng với một cái điện thoại. Và khi mua như vậy thì người ta cho tôi hai cái phiếu để bốc thăm trúng thưởng. Và tôi đi đến cái chỗ đó, họ hẹn bốc thăm trúng thưởng tôi với lại hai đứa con trai tôi đi. Và trong đó có hai cái giải đặc biệt. Tôi cầu nguyện Chúa, nếu thật sự mà Ngài muốn con đi cái con đường này thì xin Chúa Ngài cho con lấy được hai cái giải đặc biệt này luôn. Khó hay dễ à? Khó. Mình đâu có hối lộ cho cái người bốc thăm đâu mà số người đông lắm, tất cả một cái chỗ của cửa hàng FPT ngay chỗ đường Phạm Hưng. Thì tôi cầu nguyện, tôi xin Chúa tôi cho con một cái dấu hiệu, một tín hiệu. Thì khi cái người đó bốc cái thăm đó là cái thăm đặc biệt được bốc đầu tiên và để trong cái hộp này và sẽ mở ra cuối cùng. Thì thôi, bốc cái thăm đó, để đó. Tôi chưa có một cái tín hiệu gì trong lòng hết. Tiếp tục bắt đầu họ bốc giải giải khuyến khích, đâu cả chục giải khuyến khích, rồi giải tư, giải ba, giải nhì, giải nhất. Hàng con có nói ba, sao ai cũng trúng mà mình không trúng giải ba. Tôi nói mình trúng cái giải đặc biệt đó con. Tôi nói vậy đó, mình trúng cái giải đặc biệt đó. Thế cuối cùng thì họ bóc cái giải đặc biệt. Hôm nay tôi nói, hey, ai là người có chữ lót là Lam? Tôi nói tôi nè. Sao anh biết của anh? Tôi đó, cái giải đặc biệt này của tôi đó. Lam, chữ họ là Quỳnh. Tôi đây, Huỳnh Lam Vũ đây, có phải không? Ủa, đúng rồi anh, chúc mừng anh, chúc mừng anh. Ồ, con tôi thích nhảy cẩn lên. Trời ơi, lên nhận cái giải đặc biệt đầu tiên. Còn cái giải đặc biệt thứ hai là đã trong cái hộp rồi. Tuy nhiên tôi nghe một tín hiệu, tôi nghe một tiếng nói của con luôn đó. Tôi nói với con, tôi nói, con, cái đó của mình luôn á.
và cảm ơn Chúa mở ra. Ủa, có lộn không? Ủa, cũng là anh Quỳnh Lâm Vũ nữa. Anh đọc số điện thoại của anh coi. Tôi đọc số điện thoại lên và đấy, đúng là của anh, chúc mừng. Sao ta có hai giải đặc biệt? Thì anh xong lãnh hết vậy? Sao may mắn quá vậy? Bữa nay anh đi làm mua trúng số, mua xe số trúng liền. Tín hiệu đó bắt đầu tôi trở về và tôi trỗi dậy. Tôi không còn nằm vùi nữa, tại vì tôi đã nhận được tín hiệu từ Chúa rồi. Và trỗi dậy bắt đầu bước đi. Cảm ơn Chúa. Phải xin khó anh chị em. Đừng xin cái áo tím hay áo vàng nha. Và chúng ta sẽ, Chúa sẽ hành động cho chúng ta. Để chứ vậy, vì Ngài yêu chúng ta. Để chứ vậy, Ngài muốn dùng chúng ta. Để chứ vậy, Ngài muốn đổ đầy chúng ta. Để chứ vậy, để Ngài muốn chúng ta làm việc lớn hơn cho Ngài. Hãy xin tín hiệu khó. Và tùy theo cái điều mà Chúa Ngài gọi anh chị em để chúng ta xin. Đó là điều thứ nhất, đó là bền lòng. Điều thứ hai, đó là đồng một ý. Họ bền lòng và đồng một ý. Cái từ đồng một ý trong nguyên nghĩa có nghĩa là nhất trí, cùng một tâm trí. Cái nhất trí làm sao mà chúng ta có thể cùng một tâm trí được? Chúng ta 20 người ở đây đều là 20 cái tâm trí phải không ạ? Làm sao mà cùng một tâm trí được? Nhưng Sứ đồ Paulo đã từng nói như thế nào? Chúng ta xem vào trong Philip chương 2. Philip chương 2. Ở trong câu số 2. Thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Ông kêu gọi như người khác, anh chị em ơi, nếu trong Đấng Christ có điều ý nguyện nào, nếu về lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công trong Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau. Để có thể hiệp được ý, một ý, để có thể đồng tình yêu thương, để có thể đồng tâm, đồng tư tưởng, thì chúng ta cần có cái gì? Chúng ta có cái tình yêu thương, có sự cứu giúp, có sự thông công Thánh Linh, có lòng yêu mến, có lòng thương xót. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ có thể sẵn sàng buông cái ý của mình để cùng ý với nhau để làm công việc lớn. Ở hội thánh, so sánh chút xíu thôi, không phải là tất cả, ở thánh Mỹ, giả sử như 50 người bỏ phiếu mà 26 người và 49 người, à, xin lỗi, à, 24 người trên lệch nhau có 1 phiếu thôi, có 2 phiếu thôi, nhưng mà 24 người kia có thể trong lúc họ bầu cử, có thể họ trong lúc họ bàn tán, họ cãi nhau kịch liệt, nhưng mà sau đó thì 24 người kia phải cùng đồng ý với 26 người này để thực hiện một cái công việc, mặc dù 24 người kia không đồng ý, họ không muốn làm như vậy nhưng họ phải làm, bởi vì trên là với nhau 2 số phiếu và họ đoàn kết với nhau, họ cùng làm, họ cùng xây dựng. Nhưng ở Việt Nam cũng đồng ý luôn, 26 phiếu là lớn hơn 24 phiếu, 24 cũng đồng ý và có thể người đó bước vào trong chức vụ này, chức vụ kia, nhưng bắt đầu xảy ra, ê alo đi cà phê nha, cà phê Sapa. Rồi bắt đầu hỏi nãy vậy tôi không có đồng ý đâu, giờ ai có đồng ý theo tôi không à? À, bắt đầu có cái gì, không phải là hiệp một mà là hiệp hai, không phải hiệp hai nữa mà là hiệp phụ, và chúng ta thấy có sự xáo trộn. Tôi bắt đầu học tập điều này, thực sự cần phải học tập anh chị, cần phải xin Chúa cho con mang tâm tình của Đấng Christ thì chúng ta mới có thể đồng ý, đồng tâm, đồng tư tưởng được. Tôi đi trong một cái chương trình cầu nguyện xuyên Việt, chúng tôi là những người mục sư, nhưng mà cái người đứng đầu tổ chức là một người nhân sự đứng đầu tổ chức, và chúng tôi đi cùng nhau, và chương trình kế hoạch là do người nhân sự đã sắp xếp. Chúng tôi là mục sư nhưng tôi vẫn đi theo họ, và họ sắp tôi ở đâu là ở đó, họ sắp tôi ngồi đâu ăn là ở đó, họ sắp tôi cầu nguyện là tôi cầu nguyện, mà sắp tôi đánh đàn là tôi đánh đàn, mà sắp tôi giảng là tôi giảng. Tôi vâng phục cách tuyệt đối. Trong cái thời gian 14 ngày chúng tôi đã cầu nguyện, tôi trở thành một người học trò. Ở đây ai đã từng đi qua Indonesia để học chương trình Red Studio đó? Một, có ai đâu mà. Ngày qua thì có cô My, một sư tướng cũng đã từng đi. Mà khi qua đó, mấy người mục sư trong cái nhóm khác đó, mục sư ăn rồi thì ngồi đó, tại mục sư thường ăn ngồi là ngồi để cho người ta dẹp mà. Thì ở đó họ nói, ở đây không có mục sư, ở đây không có ai không có cao thấp gì cả, ở đây tất cả đều là người đầy tớ, đều là phục vụ hết. Mục sư cũng phải đi ra chùa toilet, mục sư cũng phải ngủ đúng giờ, mục sư cũng phải học, và tất tần thật. Và khi trở về thì trong thời gian 1.5 tháng, chức vụ mục sư bị đánh nát luôn. Tôi nói nhiều khi á, những mục sư của mình còn hay ương ngạnh lắm á, có đúng không ạ? Cho đến khi nào bị đánh chặt cái xương hông thì lúc bấy giờ đi cà què như vậy thì mới nói, dạ con đầu phục Chúa, có đúng không chị em? Ủa tôi thấy lạ lắm, lúc chưa làm mục sư nó khác,
Mà làm mục sư tự nhiên cái mai cái áo cái giặt trước nó dài hơn giặt sau. À, mấy anh em chưa làm mục sư cười nha. Mai mốt được làm mục sư thì sẽ biết. À. Cái này có trải qua hết. Khi chúng ta mang tâm tình của Đấng Christ, cái tâm tình này nó là giống như là một cái tinh thần hay là một người có thể gọi là linh của Chúa cũng đúng. Chúa Jesus thì nói là ta có linh du mì và khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta. Linh hồn các ngươi được yên nghỉ. Khi nào anh chị em không cảm thấy rằng có thể hạ mình trước một ai đó, nhịn nhục trước một ai đó được, thì lúc bây giờ chúng ta nói, Chúa Jesus ơi, hãy cho con mang ách của Ngài. Chúng ta sẽ làm được. Khi chúng ta chưa có thể đồng tâm tình với một ai đó như trong chương trình chung của Hội Thánh, thì chúng ta nói là Chúa ơi, xin hãy giúp cho con, thì chắc chắn chúng ta sẽ mang được ách của Chúa và chúng ta có thể có đồng một tâm tình. Điều thứ ba, những người này họ không chỉ là bền lòng, không chỉ là đồng một ý, nhưng họ làm gì? Cầu nguyện. Họ lên đó, họ bắt đầu cầu nguyện. Họ từ cầu nguyện này trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là thỉnh cầu, cầu xin, van xin, ràng buộc chính mình trong sự cầu nguyện. Đây là ý nghĩa của từ cầu nguyện. Nó không chỉ là lại Chúa con cầu nguyện cho này chỗ này kia, nhưng họ ràng buộc luôn trong cái điều họ cầu nguyện. Thật ra ngày hôm qua chúng ta cầu nguyện, bao nhiêu người nhớ đang đề ngày hôm qua chúng ta cầu nguyện ạ? Chúng ta có ràng mình trong cái sự cầu nguyện không? Cầu nguyện cho đến khi lay động được cánh tay của Chúa không? Chúng ta còn nhớ cái câu chuyện về cái người đàn bà công bình mà đòi quan án không công bình, xử công bình cho mình không ạ? Cái người này làm gì? Cứ làm rộn, cuối cùng ông quan án kia ông nói như này nè: ta dẫu là không công bình, nhưng vì người này làm rộn ta, cho nên bây giờ ta phải thức dậy, ta phải xét lại công bình cho nó. Và Chúa nói nếu Đức Chúa Trời há chẳng mau xét lại công bình cho những người sinh ngày sau. Một câu chuyện khác, đó là người đàn bà Canaan. Bà đến Chúa ơi, còn con đứa con gái đau đớn lắm, nó bị quỷ ám đau đớn lắm. Chúa làm thinh. Bà đi theo, bà nói nữa. Đến nỗi các môn đồ nói: Chúa ơi, thầy phán lời cho bà đó về đi, mệt quá. Mà tôi thấy mấy bà cầu nguyện là bảo đảm là Chúa trả lời nhanh lắm. Chúng ta nhớ bằng bà anh em không? Bà cầu nguyện, bà nhấp nhép cầu nguyện. Cái ông Haley ông nói sao? Say rượu. Tôi thề tôi không có say rượu đâu. Con đòi của Chúa không có say rượu đâu. Tôi đang có một nỗi khổ thắm, tôi cầu nguyện. Ông nói say rượu thôi, nghỉ đi. Ôi sao mà xin đi ta hồi sao mà ta được. Đi về nghỉ đi. Mà xin đi ta hồi xin đi ta hồi là bạc đi lấy. Thôi đi về nghỉ đi mà. Ô khăn ta xin cần ta là bạc san ta bạc mà. Cứ cầu nguyện, bám lấy cho chặt. Ngày xưa có một cái anh này học trong cái khóa thứ hai. Anh này nó làm chứng một điều là tôi có 56 đứa con thì tôi không nhớ người đó 56 đứa con tôi quên rồi. Và hiện tại tôi không có làm công việc gì hết á. Nói là không làm công việc nhưng thật sự họ cũng có làm nhưng mà không làm. Nhưng mà ý nó là không có công việc gì ổn định hết á. Nhưng mà ông nói là gì? Có một điều tôi làm là tôi ôm chân Chúa. Giống như ông Dục Gia Cớp à. Người không ban phước cho tôi không buông người ra. Ông nói ông bơm chân Chúa, ngày mai là phải đóng tiền cho các con học. Số tiền nó 20 mấy triệu. Ông cứ ôm chân Chúa: ôi Chúa ơi, con không có biết làm sao để cho con học, làm sao đóng tiền, không đóng tiền nó sẽ nghỉ. Ô sao lắm, con cần phải sửa, con cần có sữa, con còn có cơm, con nhịn đói được chứ, con không nhịn đói. Ô sao lắm, cầu nguyện tới khuya. Có người gõ cửa, khóc, mở cửa ra thảy cái queo vô đây nguyên một cục. Đi về mở ra 24 triệu đó, đúng y như điều mà cầu nguyện luôn. Cái người đó mới gọi điện: tôi nói thầy không biết ông cầu nguyện Chúa kiểu gì mà giờ này Chúa sắp đầu tôi dậy kêu đem tiền vào trong. Nhưng anh chị em ơi, nhớ nha, con quạ nó tha đến có lúc nó cũng không còn tha được đâu, chứ đừng có ăn quen. Cho nên chúng ta phải ăn năn chứ đừng có ăn quen. Và anh nói như vậy, tôi ngạc nhiên vì cái đức tin của người này. Không phải là lười biếng, nhưng mà tại vì cái nơi, cái nhà, căn nhà đó anh đã dâng cho Hội Thánh để làm cái nơi thờ phượng, cho nên anh không cho người khác kinh doanh, không cho người khác thuê kinh doanh. Bởi vì thuê kinh doanh thì ảnh hưởng Hội Thánh, mà mặt tiền đàng hoàng, ngon lành đàng hoàng. Nếu mà cho thuê cũng cả chục triệu một tháng, nhưng mà không cho thuê, để cho Hội Thánh thờ phượng Chúa. Khi nào cả biết là bắt đầu ôm chân Chúa. Cho nên đây họ ràng buộc chính mình trong sự cầu nguyện. Cứ ràng buộc, chúng ta ràng buộc cái năng đề của anh chị em. Ví dụ chúng ta ràng buộc cái năng đề của cái người ngày hôm qua chúng ta được nêu lên, không phải chỉ cầu nguyện một lần. Có những điều chúng ta cầu nguyện bởi đức tin một lần, nhưng có những điều Chúa muốn chúng ta bền lòng cầu nguyện. Giống người đàn bà Canaan, người đàn bà này cầu nguyện cho đến khi Chúa nói là không có quăng bánh cho chó, thì bà nói dẫu vậy cái con chó con ăn bánh vụn trên bàn của chủ nó rớt xuống. Có nghĩa là kể cả Chúa ơi, Chúa nói con là chó cũng được nữa.
hay là tự ái đây? Thật ra cái từ chó đó là con chó con, tức là nói về con thú cưng đó, được nuôi ở trong nhà. Nhưng mà con chó đó nó không được leo lên trên bàn của chủ. Cái bánh trên bàn của chủ, dẫu là bánh nguyên hay là bánh vụn, cũng là của chủ. Cho đến khi nào chủ khiều cái rớt xuống đất thì đó là của chó. Anh em thấy chú dùng cái sự so sánh này thấy kinh khủng không? Nhưng mà tại sao chú làm như vậy? Bởi vì đức tin của bà nó chưa đủ lớn để có thể kết nối được quyền năng của Chúa và nhận được sự chữa lành cho con của bà. Cho nên khi bà nói một câu thì sao? Đúng như vậy. Mấy con chó con ăn cái gì? Bánh vụn trên bàn của chủ rớt xuống. Chú ơi, Ngài đúng hết. Ngài nói cái gì cũng đúng hết. Cái điều quan trọng bây giờ con cần là con của con được chữa lành. Khi chúng ta cầu nguyện mà chúng ta ràng buộc cái điều chúng ta cầu nguyện nó giống như vậy đó, thì lập tức Chúa nói người này có đức tin lớn. Theo như đức tin của con, việc phải xảy ra như vậy. Ôm chân Chúa đến mức độ là theo như đức tin của con, việc xảy ra như vậy. Chúng ta loại trừ cái sự lười biếng ở chỗ này. Không có. Trong vương quốc nước trời không có chấp nhận cái sự lười biếng. Chúng ta hầu vì Chúa là phải siêng năng và sốt sắng. Chúng ta làm công việc gì cũng vậy, phải siêng năng và sốt sắng và hết lòng. Cho nên xin trả bằng ơn để rồi tôi mà anh chị em cũng mặc lấy tâm tình của những môn đồ đầu tiên. 12 người này họ đã làm gì? Họ thay vì họ đi về nhà thì họ lên phòng cao. Họ chỉ dành 10 ngày liên tục để cầu nguyện với Chúa. Và cuối cùng kết quả là gì? Tại phòng cao đó, khi chúng ta ở phòng cao, chúng ta nhận được điều gì đây? Tại phòng cao chúng ta sẽ có một cái tầm nhìn của đại bàng. Chúng ta có từng xem những cái video mà đại bàng đã bắt mồi chưa? Tuyệt vời lắm. Nó rất là xa. Nó bay tuốt ở trên xa. Con cá đâu tuốt trước kia thấy đó. Tụi cho nó bay, nó sẵn xếp. Bay lên là con cá dính rồi. Không có chợt phát nào. Tụi xa thấy con thỏ. Con thỏ đang ăn cỏ. Dài vòng 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 đó. Tụi cho nó bay xếp. Rồi con cỏ xong đời luôn. Từ phòng cao chúng ta có một tầm nhìn khác với tầm nhìn của những người không có trong phòng cao. Có những lúc chúng ta giam mình ở trong phòng, chúng ta giam mình ở một cái nơi để chờ đợi Chúa, để cầu nguyện với Chúa. Tại đó chúng ta sẽ nhìn thấy được, chúng ta sẽ nhìn thấy được cái cánh cửa của Chúa mở ra. Vì Chúa nói rằng Ngài ban cho dân sinh công việc của Ngài, nhưng mà cho Môi-se đường lối của Ngài. Đặc biệt là những người lãnh đạo, chúng ta cần có một cái đường lối, cần Chúa chỉ cho một cái đường lối. Và cái đường lối đó, từ đường lối có thể phát triển ra các công việc cho dân sự của Chúa, để dân sự của Chúa làm. Tại phòng cao chúng ta sẽ nhìn thấy được kế hoạch của Đức Chúa Trời khi chúng ta ở trong sự bế tắc. Chúa có một cái thách thức cho những người hầu việc Ngài. Thường tôi thấy một điều rằng chúng ta hầu việc Chúa thường đối diện với nghịch cảnh, đôi khi là chúng khóc lóc. Tại nơi đó đau lắm. Dường như là tại sao lại xảy ra cho con mà không phải xảy ra cho người khác. Nhưng mà những ai ở trong sự thủ ràng càng lớn thì Đức Chúa Trời sẽ dùng chúng ta ở một cấp độ khác hơn. Người nào càng được thử nghiệm thì người đó được Chúa dùng ở trong một cấp độ khác hơn. Tại phòng cao chúng ta có thể thấy cái điều mà người khác không thể thấy. Abraham ở trong trại và Chúa nói với ông như thế này nào: ta đây là thuận đỡ cho ngươi, phần thưởng ngươi thật là lớn. Đó là lửa sau khi ông đã thắng được kết Rodome và các vua đồng minh và đem Lót trở về và tất cả của cải của Lót trở về. Thì Chúa nói ta đây là thuận đỡ cho con, phần thưởng con thật lớn. Sáng thế 15 ông nói như thế nào vậy? Chúa cho tôi chi? Tôi chết tiệt tự không con, Chúa cho tôi chi? Cái đứa đệ tớ của tôi nó để Eliezer, nó sẽ kế tự. Cái điều tôi cần bây giờ không phải là sự giàu có, mà cái điều tôi cần bây giờ là đứa con. Ngài cho tôi chi? Có giàu bao nhiêu căn nữa mà không có con thì coi như là không có làm gì được. Tất cả của cải tôi đều cho người ngoài á. Chứ nó không phải vậy đâu con. Con hiểu sai rồi. Cái gì từ gan ruột của con ra thì đó mới là kế tự của con. Cho nên bây giờ Chúa nắm tay Abraham, lôi ra ngoài, nhìn lên trời đi. Nếu con nhìn thấy được và đếm được những cái ngôi sao này, đếm đi, thì ta, con của con, dòng dõi của con cũng giống như vậy. Đếm đi. Nhiều khi chúng ta ở trong trại, chúng ta không nhìn thấy ngôi sao, những ngôi sao phải không ạ? Đôi khi chúng ta quên mất cái lời hứa: ta làm cho ngươi một dân lớn, ta ban phước cho ngươi, làm nổi danh ngươi. Đó là lời hứa mà Chúa dành cho chúng ta bao nhiêu năm rồi. Khi chúng ta bắt đầu bước đi, Chúa đã có lời hứa rồi. Có bao nhiêu người chúng ta đã có khải tượng mà đôi khi bây giờ chúng ta mới bước đi vài năm, chúng ta quên mất khải tượng rồi không? Khải tượng của Chúa cho không bao giờ mất, chỉ có chúng ta không thực hiện thôi.
Còn nếu chúng ta vẫn nắm lấy khải tượng, vẫn tiếp tục đeo đuổi, khải tượng sẽ hình thành cho anh chị em. Abraham đi ra nhìn, chúng nó đếm đi con. Tôi nghĩ chắc ông cũng đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ồ, đếm hết nổi. Chúa sẽ có lúc Chúa phải thách thức chúng ta như vậy, để rồi chúng ta bắt đầu tập trung trở lại cái lời hứa và khải tượng mà Chúa cho chúng ta. Từ bây giờ đánh mất. Chúng ta có khải tượng chung, chúng ta có khải tượng riêng. Cho nên tại phòng cao, chúng ta sẽ có thể thấy cái điều mà khác không thể thấy được. Tại phòng cao, chúng ta sẽ có một nhìn thấy được một tương lai đầy hy vọng ở trong Chúa. Có thể đang lúc này đây, chúng ta bước ra quận nhất, hàng loạt những cửa hàng người ta trả mặt bằng không có ai thuê. Và đâu đó trên mạng liên tục nhan nhản nói rằng kinh tế khó khăn, kinh tế khó khăn, kinh tế khó khăn. Thủ quỹ của Hòa Thánh đây, từ hôm Tết, tài chánh không có tăng. Nhưng mà trong lúc bắt đầu nó khó khăn, thì bắt đầu tài chánh tăng lên, tăng lên, tăng lên, tăng lên, tăng lên, tăng lên. Chi ra nhiều hơn nữa. Cho nên chúng ta sẽ có một tương lai ở trong Chúa. Và Chúa nói là chương trình của Chúa dành cho ta là chương trình gì? Bình an. Ý tưởng của ta dành cho ngươi là ý tưởng bình an, không phải là ý tưởng tài vạ. Hễ cái chừng đời cao đó bao nhiêu thì ý tưởng của ta, đường lối của ta cao hơn các ngươi bao nhiêu. Cứ tiếp tục đi theo ý tưởng của Ngài, đi theo đường lối của Ngài mà không có thất bại. Chúa nói giàu khờ dại cũng không bao giờ làm lạc nếu chúng ta bước đi với Ngài. Tại phòng cao, Chúa sẽ cho chúng ta mở ra một chương trình mới hay là một kế hoạch mới. Bởi vì lúc đó chúng ta cầu nguyện, và tại đó cần có một cái viết xuống, một cái khải tượng, một cái ước mơ, một cái sự nhắc nhở nào của Chúa dành cho chúng ta trong hướng đi. Tại phòng cao có thể nhìn thấy một chàng rể đang đi đến nữa. Thương nhìn thấy chưa? Trang nhìn thấy chưa? Cái cô kia nhìn thấy chưa? Dạ. Nếu muốn thấy thì phải vô phòng cao. Tại phòng cao chúng ta sẽ ra khỏi đau buồn và thất vọng để bước đi trong hy vọng và sự vui mừng. Các môn đồ đang thất vọng, nhưng họ trở về phòng cao thì họ không còn thất vọng nữa. Tại phòng cao họ nhận lấy Thánh Linh, được đổ đầy Thánh Linh, mặc lấy quyền phép từ trên cao, và họ bước ra đi trong năng quyền của Chúa, và sự lan tỏa được lan tỏa cho đến ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta không cần phải trở lại phòng cao của các môn đồ đầu tiên ở đó, nhưng mỗi người trong tôi và chị em đều có cái phòng cao cho mình. Chúng ta đã nhận lấy lời hứa của Chúa, mạng lệnh của Chúa, thì điều còn lại tôi và chị em phải bước đi. Và nếu anh chị em đang thấy có một bế tắc nào, đừng vội thổi lui, nhưng hãy bước vào phòng cao trước khi gặp bất cứ ai, trước khi nói năng đề mình cho người này người kia. Chúng ta hãy vào phòng cao, Chúa sẽ mở cánh cửa mới cho tôi và anh chị em. Amen. Chúa ban phước cho Hội Thánh, để những ngày tới chúng ta sẽ là những người sẽ bước đi trong năng quyền của Thánh Linh. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn bà chị em. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.